lâu nó cũng được. Kìa, thôi thôi thôi, bỏ đi bỏ đi, lũ đi, thấy rồi thấy rồi. Thằng này vừa đèn đỏ à? Nhắm mắt tâm nha, nhắm mắt vừa đèn đỏ à? Cái ăn trâu đi, xong tí lên đấm ăn những con chó. Ê ê ê, cái gì đấy? Ồ, thằng hai thằng láo nhở, mà nó dám PK với cả mấy con này ở level 1 à? Điên rồi, nó điên rồi. Nó làm như là cái chỗ chó các bạn ạ. Con này đi ở level 1 khỏe. Bật quy đấm, đấm một cái ok như được. 3 phát luôn đấy chứ. Không phải là 2. Con này điên rồi. Mất một đống lát luôn. Ê, hình như thằng Modder không mất lát đúng không? Modder không mất lát đâu, nó miên thằng miên mất lát rồi. Modder hình như là hình như thằng Fit mất luôn cả thiêu đốt. Wow, mất thiêu đốt lên đâu rồi. Chết mẹ, pha mẹ chết rồi. Hay quá, vậy còn hit rip kìa. Ừ, không mất con lạc, mày quá. Chiêu có yếu nhỉ? Rồi cái cung dao này còn lâu. Ô kìa, ô kìa, tù vãi chày. Biết mình mất W rồi. Ê kìa. Đang vô. Ông ơi, tôi đến bên này. Mất lát rồi, chết đi, tôi chạy nhanh hơn. Đam mê hả? À, W ăn xe, may mà vẫn ăn được, không xe là có. Rồi đấy. Tan phá hủy diệt. À, con quỷ Modder nó có hai. Có hai bùa rồi. Chả mất được bao nhiêu máu trụ cả. Được một phát rồi. Quỷ Modder nó hai bùa ghê quá. Enemy has been slain. Ôi nha, của bạn cả nha. Má mình không đủ mana, mình bật cái Q lên nữa là giết rồi. Mình không đủ mana bật Q kìa. Cái con này giờ lên cái gì ta? Búa gỗ đi. À, thì kiếm đủ rồi kìa. À, tính sai mana rồi, 42 lận, thiếu 5 mana lận. Đủ mana bật quy lên cào cái nữa. Ném cái thiêu đốt vào mồm nó luôn là nó chết rồi. Thằng chết cái bốt kìa. Thằng quỷ Modder này nó có hai bùa, nó láo quá. Tự nhiên cái gì nó 21 lại rồi. Ê, mất lính nhiều quá. Hít lính. Nó vẫn thua level mình anh em ơi. Ông Javan nghịch dại quá, ông Javan ơi. Thấy nhỏ.
Ê, thằng Mordor mất lát chưa ta? Hình như thằng Mordor vẫn chưa mất lát đúng không? Không sao, mình cũng hồi lát rồi. Làm đi qua đây mình chết luôn. Thôi đẩy mẹ đi. Ông đạo ở Quy bây giờ thực sự lâu luôn đấy. Mình rõ ràng cảm nhận ngày xưa lâu. À, súng à? Đau thật. Tiến ra sao mình rờ được. Đánh lừa. Đấy phải đái bỏ nó không ra. Đã mất cả Quy cả E rồi. Thì di chuyển ra mình mới rời. Rờ con này không chơi ngắn mà. Nó ỉa mẹ ra quần rồi này mà. Đéo nào chỉ ra. Nó vẫn tới hả ta? Mình tính lát đấy, mà thôi. Để cho nó giết mình đi cũng được. Để lát đi mình giết ngược nó lại xong mình lấy chung. Quả tanh tam trụ của mình là hoàn hảo luôn đấy các bạn ơi. À, bây giờ mình tele xuống boss là mình đợp được đấy. Mình nhưng mà mình... À quên, mình đâu có tay le đâu. Mình cầm tiêu mà quá. Đầu óc cái gì vậy cháu? Mơ. Mình mà mất lát thì mình cũng sống thôi. Nhưng mà... Tôi đây. Hello. Bắt nó lại. Không cho nó chạy. À, không chết được. Cay nhà, mất luôn lát rồi. Cay nhà. Không sao, tôi vẫn khỏe. Có một năm, vẫn khỏe. Tham ngon mà, mình đi bọn nó là chính. Thế là mình đi thằng này có tham được đâu. Ba mình còn, chết mình. Ba mình chơi quá nhỏ. Nít rừng nó vừa về phát là ăn. Bình đấy, đuôn bi miền Tây ở khác. Ê, nó lên tốt nhau ơi. À. Không lẽ kìa. Ủa, con quỷ này vòng sau hồi nào ta? Cay nha. Mình thì tính đẩy lẹ 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 đi rồi mình đi về luôn. Ê, vòng trong rừng đi, đập thằng rừng đó đi. Trời ơi, úp chi sớm thế ông Java. Non thế. Rồi, đập lấy cái trụ luôn đi. Ôi, đâu, nó tay le kìa. À, mình giết được. À, nó khóa không mà ngục bây giờ. Ờ, câu với nó. Ok, câu với nó đi, câu với nó, tao lấy cái chữ to. Đẩy nó liên tục vào. Tao đẩy nhanh, tao lấy to. Ôi, vãi lên. Con chim sóc này tuổi ghê à?
Né, lại sợ cái con cú lên này. Nó lên đấy. Nhưng mà tao à, hai cái Dream Z-Bot rồi. Chả sợ. Thôi, gào được mớ sắp trụ các bạn ơi. À, đánh toàn acid. Nhiều tiền quá. Yeah. Quá trời tiền, đủ lên tam hợp rồi. Yeah. Yeah, lấy cái tam hợp. Lấy cái tam hợp lên. Phải cào rách mặt đó kìa. Rồng nước à, thơm thế. Cô đi thì rất cần rồng nước đấy. À, thằng Hecari ở dưới rồi. Má, con này nó là con quỷ rồi, nó lên giày Tabi rồi, khó đánh quá. Đúng là Mordekaiser solo quy mặt thật. Không sao, khi mình lấy trụ trước rồi. Mình đã lấy, ôi, vẫn còn 36 máu nữa để lấy cái sắt trụ à, cay vậy. Lên khám phép nhỉ. Ôi, mình muốn giết thằng này đơn giản lắm các bạn. Mình lấy cái đao tím là mình thắng à. Giết cái thằng này là cái đao tím mà độc là win à. Ván này lên giày thịnh ngân, lên giày Tabi ta. Ủa, phía đầu stick ấy! Bây giờ thì ngân đi. Giết thằng này thì mình lên cái đau tím là mình thắng. Phải lên đau tím mới đánh được nó. Em mà quy được xe được. Mình quy đi hết, không dính con xe luôn. 018. 018 á. Anh nó cứ, không... Nó cứ đứng gần trụ, mình không có... Không có kiểu solo với nó được. Cái gì? Thế á? Chơi 55 là xịn đấy. Đỉnh luôn. Ôi, quên chưa đổi cái máy quét này này. Đổi cái gì nhỉ? Còn mẹ cái xe khó ăn thế. Rồi, ván này mình thắng, team mình thắng chắc. Team mình khỏe thì mình cứ việc đẩy lẻ là xong. Ông già vàng nó khỏe quá. Đã khỏe nó còn cam nhân mục tiêu. Nhìn Nhìn đánh World Championship đã nổi. Có thằng này điên à? Nè, bọn ta phụ nhiều đam lắm rồi đấy. Còn này mình rồi. Chết chắc. Phụ đống đam rồi. Không có ulti điều này cũng hơi liều. Tí có thể không kill mình luôn. Chứ không sao, mình tin là mạnh tin là châu. Đây rồi. Mạnh là chết là châu lại ra điểm trợ trả thù ngay. Rồi. Lên thẳng cái đao tím đã. Lên cái lần sau đi. Lên thẳng đao tím đục vào mồm nữa các. That is our path. Rồi xong thằng AD nữa rồi.
cây à? Chạy đường nào? Coi chừng nó tự sát. Rờ luôn. Nó không rờ. À, lát. Nghi giờ cái chuyện nó tự sát rồi. Mình lấy cái đau tí là mình có hồi phục à, nó không có đánh được mình, nó không giết nổi mình. Bán được cái gì cả, phải đi bộ lên top ấy. Để tele cao vào team. Đi bộ đi chợ. Con này bây giờ yêu cầu nhiều đồ quá nhở. Ờ đúng rồi, ăn được 3 mạng, con tai nó cũng ti đúng không? Thì chúng ta được xe khá tiền rồi. Nhiều tiền là 880 hả? Mình nói rồi mà, cái chất tướng boss mình thắng chắc mà. Theo ông Javan biết chơi là được. Mẹ, cần gì giấy, cần gì giấy. Ê, mà ông mít còn một củng rồi. Bây giờ có dây rồi. Ở trong kia kìa ông ơi. Ừ. Nè nó hai cái ulti luôn. Lại còn cái thiêu đốt nữa. Thiêu đốt. Ulti. 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 Nghe có thể quái cắn bằng đít mạnh. À nhưng mà cắn trượt. Có cái ulti ở bên kia dùng xuống. Này mới lên dây thủng ngân nếu không ulti được. Không ulti được. Kia đó mình cứ đứng đây thôi. Là toàn mai liều ấy. Liều vãi nồi cứ như kiểu được boss thôi, được boss thôi các anh em ơi. Ta kia lên thắng. An enemy has been slain. Tôi có thể tele được cùng với ông ấy nhưng mà chắc chả cần đâu. Thôi, không phải được tích nó lên ở nhà mà. Đó, về lên cái đao tím nhé. Do not deny your instincts, summoner. Thôi, AD nó yếu quá. Ngoài ấy. Thành ra mình lên nha. Full cam phép đi. Thôi kệ nó săn, nó có quyền đâu ạ. Nó săn là nó có quyền. Ê, chủ bố là người gì là sống nổ. Đây, solo vẫn là được. Má thằng AD liều thế. Chết chắc rồi. AD liều vậy. Thôi không để được đâu, bỏ đi. Khi đầu là ulti đấy, bỏ đi. Không biết khen này nữa. Ngáo à. Ngáo cả lũ à. Mày đang quay nó đấy, challenge không bây giờ. Ôn được có mạnh đâu, team mình chia ra mà đẩy. Ôn là gì? Cái này mua con Baron à? Ờ, nó đơn, thôi, tao đẩy. Đẩy nhanh lắm. Đẩy,
thích thì tôi phá nó được. Mà thích thì tôi lên đẩy của mông. Mà tôi phá là bọn nó đéo ăn được đâu. Tôi phá bây giờ bọn nó đéo ăn nổi đâu. Phá đi, phá đi, phá đi, phá nó đi. Ok, 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 về mẹ rồi. Ôi nó về nó chơi tao rồi. Đéo được công thức 1. Chủ lẻ này solo mày. Đánh nhau mày. Is beyond your control. An enemy has been slain. Rồi để tao đi, để tao đi. An enemy has been slain. Enemy killing spree. An ally has been slain. Lấy luôn cái chủ cái đã. Lấy được rồi. Thằng Mordor chưa mất ulti nhá. Thôi rồng thôi, rồng thôi. Cái nhỏ thì mechanic các kiểu này, đỉnh thực sự luôn ấy. Ừ đúng rồi, đây lưng nữa, đây lưng đường, đường binh đường. Hay là mình không lên đây lưng ta, mình lên đường bớt luôn, mình lên mũ các kiểu ta. Rồi toàn acid. Mình tôi lên tôi để top ấy, cho anh em mình split đi. Split ngon hơn. Ơi, đánh nhau à? Split đi mày bro. Without hesitation. Các bạn điên à? Như kiểu là các bạn ăn được mình ấy. Đây. Bạn fit chưa biết sức mạnh của UD hay sao hỏi mặt vậy? Mấy thằng lính trắng rẻ rách của ta này. Mấy con lính mình trồi ra nhìn rẻ rách nhờ. Đi lại băng 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 đi lại gần. Chết mẹ hết rồi. Chết đó. À, tôi còn mana tôi giết nó đó. Đâu? 650, 650. Không hết mana là tôi giết rồi á. Đâu? Tôi sạch mana rồi các bạn ạ. Quả đấy tôi sạch mana rồi. Acid yếu quá. Lên này chạy cho nhanh nhỉ. Tôi còn mana là tôi đục vào mỏm nó rồi. Thôi lên tìm băng đi. Cho nó nhiều hồi chiêu. Mát hồi chiêu luôn đi. Tìm băng mới được bốc 110 giáp nữa. We will not be defenseless. Ah.
Do not deny your instincts, son. Oh, and my other. Mấy con support là end mẹ, là có một con support là sợ nhất thì gì nữa. Không con sụp thì tin nó làm gì. Thôi xong. Mất mẹ nửa máu ở trên này rồi. Không có máu nữa rồi. Ờ, máu không? Cách ly đang bắn kìa. Ôi, chết luôn. À, ê mà mày rủ solo là vẫn có trụ đó nhỉ? Vô lý, rủ solo có cả trụ nó. Đánh cho nó vui mà. Thắng rồi bắn cho nó, thắng rồi đánh cho nó vui mà. Bây giờ đấm trụ luôn. Chơi ngầu. À! Rồi đi thằng nhỏ rồi. À, chưa nó bắn hai cái chết luôn rồi mày. Ngay mà. Tôi thấy cũng trả được bao nhiêu đồ mà sao nó bắn khỏe mày. Ngáo gì thẳng rồi không? 3 mega rồi chơi cái gì nữa. Khô máu cho nó vui. Đấy cái này là cái gì ta? Mỗi khi kẻ địch cạnh bên gây. An enemy is unstoppable. Đủ. Vậy là cái giáp lửa được búp ngon vậy. Tính ra cái giáp lửa được búp ngon phết đấy các bạn. Đồ đó. Giờ qua đứng nhảy múa cũng thắng nữa mà. Tăng được thêm lần quy nè. Đi ăn bãi sói ra tăng thêm lần quy nè. Chưa tăng được. Đánh đéo lại đấy nhà chính. Ủa, con quỷ.